Nhớ về quê hương Tráng Liệt Bình, bài viết Đào Xuân Sinh, trích trong bài 60 năm phát triển và hình thành giáo xứ Kẻ Sạt miền Nam. Kính cảm tạ hồng ân Thiên Chúa thương ban cho đất nước được thanh bình, giáo xứ thêm an vui, hạnh phúc. Cảm nhận được nguồn thiêng bao la ấy, che chắn xứ và phó xứ cùng giáo dân Kẻ Sạt ở Hố Nai miền Nam hân hoan tổ chức mừng kỷ niệm 60 năm phát triển và hình thành giáo xứ. 60 năm là trên nửa thế kỷ, là 720 tháng và là 21.900 ngày, khoảng thời gian thật dài với bao thăng trầm biến đổi, gồm đủ vui, buồn, sướng, khổ. Nhân ngày lễ kỷ niệm này, có lẽ nơi tâm tư nhiều người cũng muốn nhắc nhớ lại những diễn biến lịch sử của giáo xứ, của dòng đời theo năm tháng đã vượt qua. Vạn sự khởi đầu nan, trước khi trình bày dòng lịch sử ấy, xin đi ngược dòng thời gian để ghi lại đôi nét thiết yếu về nguồn gốc quê hương, với ước nguyện chân thành là lưu lại bút tích giúp các bạn trẻ, thế hệ tương lai phần nào nhận diện ra nguồn cội đất tổ quê cha. Tiên vàn canh cứ vào lời truyền khẩu của các bậc lão thành, tiếp theo là tìm đọc các bài viết của Liên Tu Sĩ Kẻ Sạt trong Về Nguồn 1 năm 1972. Ông Vinh Sơn trong Nghĩ Về Quê Hương Tráng Liệt Bình năm 1973 và nhiều tư liệu khác. Chuyện sửa, chuyện xưa kể rằng khoảng năm 1553 hoặc năm 1554, có bà Chu Thị Liệt và em trai là Chu Tăng Sương từ Thanh Hóa hoặc Nghệ An đến vùng đất này là quê hương của chúng ta, cắm đất lập trang trại và khai khẩn. Chúa thương ban cho vùng đất này rất màu mỡ, tiện đường sông nước, dễ phát triển về nhiều phương tiện. Thật là đất tốt, cỏ đậu, nên có 27 giáp họ về hội nhập. Làng có 27 giáp, vì quy tụ nhiều giáp họ như vậy nên được coi là lãnh thổ hiệp giáp họ, rồi mau chóng thành lập làng lớn và chia ra thành 4 khu: khu thượng, khu trung, khu hạ, khu an quý, còn gọi là khu tư. Về tôn giáo, không rõ đích xác từ thời điểm nào tin mừng được giao giảng trên quê hương chúng ta, nhưng theo lịch sử giáo hội Công giáo ở Việt Nam của cha Bùi Đức Sinh cho thấy, năm 1719, sứ đạo Tráng Liệt Kẻ Sạt là sứ đạo lớn và toàn tòng cùng với sứ đạo Trung Linh. Đặc biệt có nhiều sự kiện quan trọng của giáo hội được cử hành tại Tráng Liệt. Thứ nhất, ngày mùng 2 tháng 2 năm 1702, cha Raimondo Le Julicao được tấn phong giám mục. Thứ hai, ngày mùng 4 tháng 5 năm 1721, cha Fensoy Guisen được tấn phong giám mục. Thứ ba, năm 1890, các đấng bậc tổ chức họp Công đồng Bắc Hà lần thứ nhất, còn gọi là Công đồng Miền. Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 1906, cha Erelano Huy được tấn phong giám mục. Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 1917, cha Rui L. Ezumin được tấn phong giám mục. Thứ sáu, ngày 19 tháng 3
năm 1933, cha Francisco Gomez Lễ được tấn phong giám mục, và còn nhiều sự kiện nữa. Để ghi nhớ công ơn người sáng lập, dân làng đã lấy tên của bà Liệt Tổ mà đặt tên cho làng là Tráng Liệt. Khi triều đình tự Đức thôi bắt đạo năm 1884, thời an bình cho người Công giáo trở lại, các cha dòng Đa Minh gốc Tây Ban Nha thuộc tịnh dòng rất thánh Minh Côi ở Phi Luật Tân chính thức đến quản nhiệm sứ đạo Tráng Liệt, đã đặt cho làng chúng ta một tên mới, đã có nhiều lời bàn về nguồn gốc và ý nghĩa tên gọi này. Nay, tôi xin đưa ra một suy luận, các ngài là những thừa sai thánh thiện và rất thông thái. Do đó, tên gọi mà các ngài đặt cho không thể phát sinh bởi một ngẫu hứng, một cảm nghĩ mộc mạc bình thường, mà là một hảo ý đặc biệt, có ám tàng hai hậu ý. Thứ nhất, muốn khắc ghi dấu ấn lịch sử về tôn giáo đã có lần xảy ra nơi làng Tráng Liệt. Thứ hai, để khen ngợi và tôn vinh đức tin của giáo dân làng này trung kiên cho đến giọt máu cuối cùng, đó là tên gọi kẻ sát. Vì trong thời cấm cắt, nhiều kẻ có đạo của làng bị bắt, bị đầy đi phân xếp. Vậy kẻ sạt là kết cấu tóm gọn của cụm từ kẻ xếp, nhưng do phát âm tiếng Việt không chuẩn xác, vì các cố nguyên là người phương Tây đã đọc chạy ra, dù sao đi nữa thì tên làng kẻ sạt vẫn đẹp và tồn tại. Thank you.
Trọng kính Đức Cha Nam Minh, Đức ông Vi Sơn Tổng Đại diện, quý cha giáo phận Xuân Lộc, quý cha, quý tu sĩ Bản Hương, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ban hành giáo hạt hôm nay, quý cộng đoàn hay giáo xứ hai miền Nam Bắc trong cũng như ngoài nước đã đến dự lễ kỷ niệm Ngọc Khánh của giáo xứ Kè Sân và tiệc liên hoan. Lời đầu tiên, MC Mỹ Vị và MC Yến Lộc xin được gửi đến Đức Cha, Đức Ông, quý cha, quý cộng đoàn lời chào trân trọng, nồng nhiệt nhất và xin kính chúc quý cha, quý cộng đoàn chuẩn bị đón chào một mùa Giáng sinh tươi vui, an bình, thánh đức và một năm mới bình an trong tình yêu thương của Chúa Giêsu hài lòng. Kính thưa quý vị, trước khi vào chương trình văn nghệ của buổi liên hoan hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện ban hành giáo để lên kính mời quý khách đại diện ban ngành phát biểu. Xin kính mời. Trọng kính Đức Cha, Đức Ông Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ, toàn thể các ban ngành và quý khách, trong niềm hân hoan vui mừng của ngày đại lễ hôm nay, giờ đây quý khách cũng đã trở về với giáo xứ Kẻ Sạch rất là đông ngày hôm nay và thời gian cũng rất là ngắn gọn, cho nên chúng tôi đề nghị với toàn thể quý vị trong bên Kẻ Sạch Đồng Hương sẽ lên phát biểu. Và lời phát biểu của vị đại diện này sẽ đại diện cho tất cả Kẻ Sạch Đồng Hương ở các miền Nam. Còn quý vị miền Bắc thì cũng đã phát biểu chúc mừng rồi. Vậy giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời những vị đại diện của tất cả Kẻ Sạch Đồng Hương của khu vực địa phận cũng như giáo hạt, giáo xứ các nơi ở trong miền Nam. Xin trân trọng kính mời ông Phó Tị đại diện cho giáo xứ Hòa Hiệp. Kính mời ông Trùm Chi đại diện cho giáo họ Vicente. Kính mời vị đại diện giáo xứ Trung Nghĩa, ông Trùm Thiềm. Và đại diện giáo xứ Đại Lộ, ông Trùm Hồng. Đại diện giáo xứ Hà Nội, khu phố 7, ông Trùm Phục. Đại diện giáo xứ Hà Nội, khu phố 8, ông Trùm Bài. Đại diện giáo xứ Hà Nội, khu phố 9, ông Cảnh. Xin trân trọng kính mời tất cả các vị đại diện cùng tiến lên khán đài. Cảm hỗ tay để chúc mừng những vị đại diện của Kẻ Sạch Đồng Hương ở vùng lân cận cũng như ở các giáo xứ đã có mặt. Ở đây xin trân trọng kính mời ông Chủ Phụng sẽ thay lời cho tất cả các vị phát biểu. Trọng kính Đức Cha Nam Minh, Đức Ông Vi Sơn Tê, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý cụ ông bà, quý khách cùng quý cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sạch, được sự ủy nhiệm nơi quý cụ ông bà Đồng Hương, giáo xứ Hòa Hiệp, giáo xứ Bắc Hải, giáo xứ Hà Nội cùng quý khu xóm lân cận, con thay lời cho cộng đoàn Đồng Hương xin cử xin dâng lên quý đức cha, đức ông, quý cha cùng toàn thể quý vị đang hiện diện nơi đây lời kính chào trọng nhất cùng với lời kính chúc bình an trong Chúa Giáng sinh. Trọng kính đức cha, kính thưa đức ông, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ ông bà, quý chức cùng quý cộng đoàn, nhìn từ trên đỉnh cao của hạnh phúc, muốn đồng ơn Chúa thương ban cho giáo xứ. Cách riêng là trên những bức tường của quý cha, quý tu sĩ cũng đã từng phục vụ giáo xứ Kẻ Sạch cùng với những bước chân của cộng đoàn giáo xứ đã đi trong suốt cuộc hành trình 6 thập niên qua. Đến nay những bước tường đó, những bước chân đó giờ đây đã thật sự nở hoa, còn là một niềm trong đài sự kiện trọng đại, một niềm vui hạnh phúc cho cộng đoàn giáo xứ đã mừng Ngọc Khánh ngày hôm nay. Vâng,
Hồng ân Thiên Chúa Bao La, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người. Đồng hương đức con trọng kính đức cha đức ông, quý cha quý tu sĩ nam nữ, quý cụ ông bà, quý chức cùng cộng đoàn giáo xứ, trong bầu khí tràn ngập niềm vui, muôn hoa khoe sắc, người người rộn ràng đón mừng Ngọc Thánh giáo xứ. Cộng đoàn đồng hương chúng con khắp muôn nơi thật vui mừng và thật hạnh phúc vì vui mừng được về giáo xứ, hiệp dâng lời tạ ơn Chúa trọng thánh lễ sáng hôm nay và cầu bình an cho hết thảy mọi người. Niềm vui không dừng lại ở đó, chúng con còn được chung họp quây quần bên quý đức cha đức ông, quý cha quý tu sĩ nam nữ cùng quý cộng đoàn trẻ sạch. Trong tình cha con đầy là nơi chứa chất đầy ắt yêu thương và quý mến. Trong bầu không khí mà niềm vui hạnh phúc của ngày Mực Khánh, ngày Ngọc Khánh hôm nay, trong tâm tình cảm tạ Chúa với niềm vui hân hoan, cộng đoàn thần hương chúng con xin dâng lên lời chúc mừng Ngọc Khánh giáo xứ, mừng rỡ hân hoan ngày Ngọc Khánh 60 năm ấy mới vừa qua, năm tháng cha con xây dựng xứ thành cộng đoàn yêu thương hợp nhất. Thiên Chúa Trời cao ban ơn phúc hồng ân xứ tròn 60 năm, cha con cùng nhau mừng Ngọc Khánh, hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cha. Trọng kính quý đức cha đức ông, kính thưa quý cha, các riêng cha chánh xứ, cha phó xứ cả sạch, quý cụ ông bà, quý chức cùng cộng đoàn giáo xứ, trong niềm vui hân hoan cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn đồng hương chúng con trên mọi nẻo đường xin gửi đến quý cha chánh xứ, cha phó xứ, quý cụ ông bà, quý chức cùng quý đồng hương giáo xứ nhà sạch được chúc mừng một cách thật tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Các riêng chúng tôi xin cảm ơn những quý chức trong ban tổ chức mừng đại lễ Ngọc Khánh hôm nay đã đón tiếp cộng đoàn đồng hương chúng tôi một cách ân cần chu đáo và thật tốt đẹp. Nhân dịp này chúng tôi nhiệt liệt xin chúc mừng Ngọc Khánh giáo xứ cũng là kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ tròn 60 năm bằng một tràng pháo tay thật lớn. Theo xin cảm ơn. Tôi xin được đại diện các ban hành giáo cũng như toàn thể cộng đoàn giáo xứ hôm nay, quý vị đồng hương lân cận của các giáo xứ Hòa Hiệp, giáo họ Vicente, giáo xứ Trung Nghĩa, giáo xứ Đại Lộ, giáo xứ Hà Nội, khu 7, 8, 9, quý vị đã không quản ngại thời gian đến mừng thánh lễ tạ ơn của chúng tôi hôm nay nhân kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ. Kính thưa quý vị, trong tình yêu mến, quý vị chẳng qua cũng vì công ăn việc làm mà phải rời xa giáo xứ của chúng ta, nhưng hôm nay đáp lại lời mời của giáo xứ chúng tôi, quý vị đã trở về chia sẻ niềm vui lớn lao này với giáo xứ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Và giờ đây chúng tôi cũng có những kỷ vật để kính tặng đến quý vị đại diện của kẻ sạch đồng hương lân cận. Hôm nay nhân kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, quý cha cũng đã về chia sẻ niềm vui lớn lao này với chúng con. Và hôm nay cha xứ, cha phó cũng như toàn thể cộng đoàn chúng con cũng có những món quà để kính tặng quý cha phó đã phục vụ giáo xứ chúng con suốt những năm tháng vừa qua, mà hôm nay quý cha lại hiện diện nơi đây chia sẻ cùng với niềm vui lớn lao này với giáo xứ chúng con.
chúng con xin trân trọng. Kính thưa quý vị, được sự tín nhiệm của cha chính sứ, cha phó sứ, ban hành giáo đương nhiệm xây dựng chương trình văn nghệ của liên hoan bế mạc năm thánh kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ Kẻ Sạch miền Nam. Kính thưa quý vị, để có được sự nhẹ nhàng, thanh thản và thoải mái với những ca khúc yêu thương và những điệu múa duyên dáng mềm mại gắn chặt tình thân hai giáo xứ hai miền Nam Bắc, là nơi truyền tải những tâm tư, những mơ ước hoài bão của mọi người, là nguồn nước để tắm mát, giải tỏa những u buồn, những áp lực, và là liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu những nỗi đau, những kỷ niệm của một thời dĩ vãng. Và đặc biệt, để cho những món ăn ngày hôm nay được nêm nếm thêm phần gia vị, chúng tôi xin giới thiệu chương trình của buổi văn nghệ ngày hôm nay. Thứ nhất, tiết mục Tình Bắc Duyên Nam do Lễ Sinh trình bày. Thứ hai, Cây Đa Quán Dốc của ca đoàn Trưởng Nữ. Thứ ba, Múa Bà Mẹ Quê ca đoàn Hiền Mẫu. Thứ bốn, Múa Xin Cho Gia Đình của anh chị em giáo lý viên. Thứ năm, Đơn Ca Ơn Gọi của Ngôi Sao sáng tác của Văn Đình Tùng trình bày Nguyên Vũ. Và cuối cùng là Vũ Cúc Ngày Đá Đơm Bông của các em lễ sinh. Xin mời quý vị. Vâng, kính thưa quý đức cha, quý cha và toàn thể quý vị, tiết mục đầu tiên chúng con xin được gửi đến toàn thể quý cha cũng như quý vị được mang tên Tình Bắc Duyên Nam. Kính thưa quý vị, Bắc Trung Nam ba miền như một nhà, sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long ba chị em nhưng chung một dòng. Gà một mẹ còn thương nhau thì chúng ta một mẹ Việt Nam cùng chung một giáo xứ Kẻ Sạch. Tình thương của những người cùng chung máu đỏ da vàng đã là cơ sở tạo nên Tình Bắc Duyên Nam. Nhạc sĩ Xuân Tiên đã diễn tả mối tình đó trong nhạc phẩm nổi tiếng mang tựa đề Tình Bắc Duyên Nam, xin được gửi tới quý vị với điệu múa minh họa như một lời cảm quyết, bất kể Bắc Trung Nam hãy thương nhau, đùm bọc nhau để làm cho quê hương Việt Nam, giáo xứ Kẻ Sạch hai miền Nam Bắc trở thành hạt ngọc minh châu của trời đông mỗi ngày một sáng ngời. Xin quý vị thưởng lãm Vũ Cúc Tình Bắc Duyên Nam do các em lễ sinh trình bày. Một chào vỗ tay. Chung vui cho tâm hương đời luôn.
Trèo lên quan dốc tìm gốc cây đa đầu làng mà nghỉ chân, bóng mát cây đa làm dịu dàng cái nóng trưa hè, ngồi trong quán nước đầu làng uống bát nước chè và ăn miếng chầu cay, thấp thoáng bóng cô thôn nữ e ấp trong chiếc áo tứ thân, miệng cười chú chí là chiếc nón quai thao làm ngẩn ngơ lòng nữ khách, rằng ai đi qua quán dốc nhớ chân quay về tên miếng chầu. Gốc đa soi bóng từng ngày đợi ai và sau đây là ca khúc Cây đa quán dốc, một vũ khúc rất nổi tiếng được các chị em trong ca đàn trưởng nữ trình bày. Xin quý vị một tràng vỗ tay, xin mời.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã thưởng lãm những chiếc nón, quai thao và áo tứ thân, trang phục cổ điển của dân tộc Việt Nam chúng ta, và những động tác uyển chuyển duyên dáng mềm mại đã làm cho bữa ăn ngày hôm nay được sinh động hơn và làm cho niềm vui, niềm hạnh phúc của ngày mừng kỷ niệm 60 năm được nhân đôi. Xin cảm ơn quý vị đã thưởng thức. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình với vũ khúc Ba Mẹ Quê, kính thưa quý vị, quang gánh lận lội thân cò miền quê xóa nhòa mà giọt lệ xa. Mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, mẹ quê chờ sớm vì đàn trẻ thơ. Kính thưa quý vị, có bà mẹ nào mà không muốn con mình được cơm no áo ấm? Có bà mẹ nào mà không muốn con mình được trưởng thành, thành đạt trong xã hội? Đặc biệt là bà mẹ mân côi, mẹ chung của mọi người, là mẹ quan thầy, bảo trợ của giáo xứ Kẻ Sặc chúng ta. Mẹ luôn luôn chúng ta nhìn chung về một hướng, đó là lần hàm mân côi mỗi ngày và vững chắc đức tin vào Chúa Kitô, đó là quà tặng và là tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại chúng ta. Kính thưa quý vị, hình ảnh bà mẹ quê gắn liền với nương rau, đồng lúa, chợ môn, lặn lội, tất bật vì gia đình, vì đàn con yêu dấu sẽ được các chị em trong ca đoàn hiền mẫu thể hiện lại trong vũ khúc Bà Mẹ Quê, một sáng tác của Phạm Duy. Xin kính mời quý vị thưởng thức qua phần trình bày của ca đoàn hiền mẫu. Một màu, có đàn
Kính thưa quý vị, chúng con hạnh phúc vì có những bà mẹ quên. Và sau đây tiếp tục xin mời vị hội đồng đại diện hội đồng giáo xứ miền Bắc sẽ có một món quà lưu niệm. Xin mời. Ban hành giáo chúng tôi xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ trước hết cảm ơn đồng hương kẻ sạch miền Bắc đã có quà gửi đến giáo xứ chúng tôi nhân ngày ly hôm nay. Xin chân thành cảm ơn hội đồng giáo xứ kẻ sạch đồng hương và xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin một tràng vỗ tay. Và sau đây, trong một lần hiếm hoi được tiếp chuyện với ông Đào Xuân Sinh, tức là ông Quy Sinh, có thể được coi là người viết sử của làng Sạch. Ông có nói, ngày xưa từ Bình Dương, cha Du Xe Hoàng Trọng Thu sau khi trở về từ tòa giám mục thành phố Hồ Chí Minh đã hối thúc bà con kẻ Sạch nhanh chóng đi chuyến xe trở về hôm nay, bỏ lại sau lưng bữa cơm đã được chuẩn bị. Và người vội vã lên đường đến hôm nay thì không như những gì trong tưởng tượng mọi người. Không phải là đất Canaan, đất hứa chảy sữa và mật ong, nhưng đây là một nơi hoang vu, chim kêu, vượn hót. Ấy thế mà đã 60 năm rồi, con xin mượn lời của cha chánh xứ Trần Phú Sơn đã viết trong tập kỷ yếu 60 năm kỷ niệm mừng Ngọc Khánh giáo xứ. Cái cằn khô của vùng đất bạc màu ấy, cái đói nghèo của đời sống kinh tế khó khăn lúc ban đầu dường như không thể cản được sức phát triển ngày thêm lớn mạnh của sứ đạo kẻ Sạch. Giáo xứ ngày nay nhà cửa khang trang, thi đua mọc lên, cửa tiệm phố xá sầm uất, chợ búa tấp nập, hàng hóa đa dạng, xe cộ chuyển hàng đến từng ngõ lườm lượt, con cái được học hành thành tài, đỗ đạt kỹ sư, bác sĩ. Đó chính là công lao của các bậc tiền nhân. Xin cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa và xin tri ân đến ông bà cha mẹ của chúng con đã hy sinh tất cả cho giáo xứ ngày hôm nay. Trong tâm tình đó, xin giới thiệu tiếp tục, xin cho gia đình của anh chị em giáo lý viên, xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn. Tình yêu
Ngài đã đến, giờ
Thank you.
và xin quý vị chờ các em lễ sinh một tràng pháo tay thật đông nhiên ạ. Và xin cảm ơn quý vị và ban tổ chức của chúng tôi, xin cảm ơn toàn thể quý vị cũng như các em lễ sinh cũng như quý và trong các ca đoàn đã cộng tác với chương trình ca nhạc hôm nay. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày thật vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Xin cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi. Dấu chân kỷ niệm của Linh Mục Hồng Nguyên. Bài viết sau đây là tổng hợp những tư liệu về kẻ sặc của những tác giả Linh Mục Giuse Đào Nguyên Thống, bút hiệu Hồng Nguyên, ông Vũ Đình San, bút hiệu Vi Sơn, ông Đào Xuân Sinh, ông Phạm Ngọc Trương. Rất mong được quý tác giả thông cảm cho việc tổng hợp này. Mốc khởi hành năm 1954, nhiều biến động lịch sử đã diễn ra trên quê hương Việt Nam chúng ta. Trong đó phải kể đến Hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7 năm 1954, chấm dứt cuộc chiến Việt-Pháp kéo dài đã 9 năm. Từ năm 1946 đến năm 1954, biến cố tiếp theo là cuộc di dân của khoảng 1 triệu người miền Bắc vào miền Nam. Nhắc lại hai biến cố trên chỉ nhằm xác định một mốc điểm lịch sử hoàn toàn không hàm ý chính trị. Lý do việc thẩm định chính xác ở ngoài giới hạn của người viết, chỉ lịch sử sau này mới là tiếng nói chung cuộc. Kẻ sặc cũng là một thành phần trong làn sóng di dân trên suốt những tháng 7, 8, 9 năm 1954 và kéo dài tới năm 1955. Bà con ai đi miền Nam sẽ ra Hải Phòng làm thủ tục di dân. Một số quốc gia đáp lại lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam lúc đó đã giúp đỡ phương tiện di chuyển. Những tàu lớn của Anh, Mỹ không thể trực tiếp vào cảng Hải Phòng. Vì thế, dân chúng được những chiếc tàu nhỏ gọi nôm na là tàu há mồm của quân đội Pháp chở ra ngoài khơi lên tàu lớn. Kẻ sặc chúng ta tập trung di tản đông nhất vào ngày 14 tháng 9 năm 1954 trên con tàu mang tên Hawaii Bia, một loại tàu hàng chở than của Anh. Vì là hàng tàu nên không có tiện nghi giường chiếu, dân chúng phải dùng sàn tàu thay thế, ăn uống cũng bị giới hạn. Ngày lên tàu đói, ngày xuống càng đói. Những ngày khác đa số là cơm sống, ăn không được, nhân viên trên tàu cho vào nồi nấu lại thành cháo ăn bữa sau. Những chuyến kế tiếp do tàu Mỹ đảm trách nên tiện nghi đầy đủ. Một số may mắn hơn được di tản bằng máy bay. Những máy bay này đa số cũng là của chính phủ Mỹ. Hai cảng miền Nam tiếp đón di dân miền Bắc là Vũng Tàu và Bạch Đằng. Những người xuống cảng Vũng Tàu được chuyển đến tạm trú tại Rạch Cát. Những người xuống cảng Bạch Đằng thì được chuyển về tạm trú tại Phú Thọ. Chuyến đông người sặc nhất cũng cập bến Bạch Đằng, nhưng được chuyển về tạm trú tại Trại Trấu gần cầu Nhị Thiên Đường, Chợ Lớn. Sau thời gian vắn tạm trú tại Trại Trấu, một số ở lại tìm cách sinh sống, còn đa số được chuyển về định cư tại Hố Nai, cây số 9, sau này đổi thành cây số 8. Chính địa điểm này dần ra trở thành biểu tượng của kẻ sặc miền Nam. Điểm dừng đầu tiên, khu vực Hố Nai đã được Đức cha Phạm Ngọc Chi và các cha đại diện của các giáo phận di cư tổ chức bốc thăm và phân lô, khởi đầu từ Bệnh viện Tâm Thần theo quốc lộ 1 tới Trảng Bơm, mỗi lô được phân định 2 km dọc theo quốc lộ, theo thứ tự Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Ranh giới của Hải Phòng được chỉ định từ Bệnh viện Tâm Thần đi lên phía Bắc, kết thúc ở cây số 8. Kẻ sặc chúng ta được phân định ở cây số 8. Một số người lùi xuống phía Nam cây số 7 định cư gọi là khu Vicente. Một số nữa xuống cây số 6 lập nghiệp gọi là sặc thai, hiện nay đổi thành Hòa Hiệp vì không còn thuần túy người sặc. Thánh đường tiên khởi.
Dân xứ vừa đặt chân lên vùng đất Hố Nai, ý nghĩ đầu tiên trong đầu óc mọi người là nhà thờ. Vì thế, cha Hoàng Trọng Thu vừa được cha Già Thức chuyển giao quyền chánh xứ, đã cùng dân xứ tiến hành việc xây dựng tạm thời một căn phòng tiệc thánh cho việc phụng tự hàng ngày. Khu vực từ nhà ông Nghiên tới nhà ông Son bây giờ, ngày xưa năm 1954 là nhà xứ và nhà thờ, còn vùng đất thánh đường tọa lạc hôm nay năm 1954 là điểm buôn bán. Thánh đường thời David, thánh đường trên chỉ là điểm dừng nhất thời của một tiến trình đi về thành thánh Jerusalem. Địa điểm được lựa chọn là khu chợ lúc đó, lý do nó có thể phát triển vào phía trong, tạo một quảng trường thanh thoát cho mặt tiền nhà Chúa và địa bàn để xây dựng nhà xứ phía sau. Lợi điểm này khu vực nhà thờ cũ không có. Quá trình xây cất qua nhiều giai đoạn, chuyển khu buôn bán qua địa bàn nhà thờ cũ, xúc tiến đổ nền nhà thờ, xây dựng nhà cột kèo bằng gỗ, xung quanh ghép tôn fibro xi măng, bỏ fibro xi măng và xây gạch xi măng, xây ban công và đặt hai tượng thánh Giuse và Chúa Giêsu làm vua trong khuôn viên nhà thờ. Công trình tới đây kể như hoàn tất. Thánh đường này được sử dụng cho tới năm 1973. Suốt thời gian này, nhà Chúa đã trải qua nhiều sự kiện lịch sử. Đón tiếp Đức Hồng Y Spelman năm 1955, tam nhật kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, ba đức giám mục Nguyễn Văn Hiền, Hoàng Văn Đoàn, Trương Cao Đại lần lượt về chủ tọa và thuyết giảng. Lễ phong chức linh mục cho cha Đa Minh Nguyễn Thanh Thảo và cha Trinh năm 1956 do Đức cha Giuse Trương Cao Đại chủ phong. Thánh lễ tạ ơn của cha Đa Minh Dương Thanh Nhã. Đón tiếp Đức Hồng Y Agagianian, đặc sứ của Đức Thánh cha Gioan 23 qua Việt Nam chủ tọa Đại hội Thánh Mẫu ngày 19 tháng 2 năm 1959. Tuần Thánh với cách thức diễn tả sự thương khó của Chúa, nhiều công phu, cảm kích và sinh động. Dịp lễ Thánh Thể với sự cung nghinh mình thánh chung quanh làng và kết thúc tại quảng trường nhà thờ. Mỗi khu thiết kế một lễ đài do những nghệ nhân trong làng thực hiện. Mọi thành phần đều tham gia cuộc rước, mỗi đoàn thể một màu sắc, trang trọng và tôn nghiêm. Đại lễ này thời gian sau vì luôn nhằm vào tháng mưa nên buộc phải bãi bỏ. Thánh lễ tạ ơn của cha Giuse Phạm Minh Công năm 1965. Đón tiếp tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du qua Việt Nam năm 1966. Thánh lễ tạ ơn của cha Đa Minh Nguyễn Hữu Lượng tháng 4 năm 1967. Thánh lễ tạ ơn của cha Giuse Phạm Ngọc Sơn tháng 12 năm 1967. Họp thường niên của anh em chủng sinh gốc Hải Phòng. Lễ phong chức cho cha Giuse Phạm Kim Hùng, Giuse Phạm Tri Tân, Giuse Phạm Đức Trịnh vào năm 1970 do Đức cha Giuse Lê Văn Ấn chủ phong. Thánh lễ tạ ơn của cha Giuse Phạm Ngọc Hoan tháng 8 năm 1971. Thánh lễ tạ ơn của cha Giuse Phạm Hữu Ngọc tháng 12 năm 1972. Tiếng gọi chuyển mình. Đầu năm 1966, cha Giuse Hoàng Trọng Thu đi nhận nhiệm sở mới, chánh xứ Bình An. Ngày 13 tháng 2 năm 1966, cha Hoàng Văn Tiên về kế nhiệm. Thời gian này kể là lắng đọng, một chuyển tiếp cần thiết cho đại cuộc sau này. Ngày 13 tháng 6 năm 1968, cha Hoàng Văn Tiên được bề trên chỉ định làm chánh xứ Ngô Xá. Ngày 15 tháng 6 năm 1968, cha Trần Thái Trưởng về tiếp nhiệm. Ý tưởng đại tu thánh đường bộc phát từ thời điểm này. Tài chính đã được chuẩn bị một số nhỏ. Tâm tư mọi người trong giáo xứ đều hội tụ ở điểm thánh đường cần được tái thiết. Nhưng tái thiết thế nào?
và cách nào thì còn ở tình trạng dò dẫm. Thánh đường thời Salomon. Ngày 15 tháng 2 năm 1972, cha Trần Thái Trường được bề trên chuyển nhiệm làm chánh sứ Trà Cổ II, hiện tại là giáo sứ Xuân Trà. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, cha Nguyễn Thanh Minh về kế nhiệm. Trái ước mơ đã đến thời mọng đỏ, mức sống dân xứ nhờ ơn Chúa thăng tiến khả quan, đó là cơ sở quan yếu để quyết định việc khởi công. Những chuẩn bị xa, bước đầu là mua căn nhà trong Long Bình, một bên muốn bán, một bên rẻ mua, đắt cám ơn. Do đó giá cả ở mức chỉ thấy lời chứ không sợ lỗ, mà lời gấp 3, gấp 4 chứ không phải gấp đôi. Ngày đi nhận nhà, chủ nhân sợ chúng ta không đủ khả năng tháo dỡ, nhưng họ đã lầm trong việc đánh giá. Dân xứ mình thợ thuyền tay nghề cao không thiếu, ngày tháo gỡ dân xứ ra quân thật đông. Các đoàn thể nữ hăng say trong việc bồi dưỡng, không những đầu ca, giữa ca, cuối ca, mà phải nói tùy khả năng tiếp thu, mức cung cấp luôn ở mức bão hòa. Bắt tay vào công việc, mỗi người một khâu, việc hoàn thành không những thật nhanh, thật kỹ, thật gọn, mà còn vượt chỉ tiêu đến nỗi chủ nhân hết ý thẩm định. Đi tìm đường nét. Giai đoạn 2 là hành trình đi tìm đường nét. Việc canh tân phụng vụ đang đi sâu vào lĩnh vực mỹ thuật, kho tàng văn hóa dân tộc là vùng đất đầy hấp dẫn. Thánh đường xứ nhà này may mắn được tiếp xúc với quý ông Nguyễn Huy, Nguyễn Trọng Tuấn, Trần Phong Lưu, Đinh Xuân Bình. Đây là nhóm kiến trúc trẻ giàu lý tưởng, đang muốn đưa ra đường nét Á Đông vào các kiến trúc công giáo. Một vài mô hình được giới thiệu. Cha Trần Thái Hiệp, đặc trách Ủy ban Mỹ thuật Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng tha thiết yêu cầu chúng ta nên chọn lựa cách thức kiến trúc nhiều màu sắc dân tộc. Sau khi suy nghĩ và thảo luận kỹ càng, cha sở và dân xứ nhất trí với mô hình như hiện nay. Thân nhà thờ dài 72m, rộng 22m, cao 18m, được thiết kế bằng những nét thẳng theo xu hướng kiến trúc hiện đại, đường cao, đường thấp, nét chìm, nét nổi, hòa hợp với những hàng kính màu lắp ráp theo hình trái ú. Màu sắc được dàn dựng thành những hình thánh giá rõ nét, vừa được tạo thoáng mát, vừa đạt được tiêu chuẩn nghệ thuật. Mặt tiền nhà thờ gồm 3 ngọn tháp vươn cao, tháp giữa cao 40m, 2 tháp cạnh 28m. Ngọn tháp được kiến trúc theo kiểu chùa tháp, nhưng bằng những nét vuông của Tây phương. Mái tháp lợp ngói xanh, một sản phẩm gốm của Lái Thiêu. Đỡ tấm mái là hàng rui kèo bê tông, thoáng nhìn ai cũng nhận ra đường nét dân tộc mái ngói với rui kèo, nhưng lại rất Tây phương vì sử dụng nhiều đường thẳng hơn đường cong. Phần dưới đỡ 3 ngọn tháp kiến trúc theo kiểu tam quan, phần này rất Á Đông, mái cũng sử dụng ngói xanh, 3 cửa đại hội cuốn vòm đồ sộ, thành tường ghép đá thỏi, tạo nên hình ảnh như một trái núi, làm người xem như thấy được sự hùng vĩ thoát ra từ đó. Thảo luận về địa điểm, đường nét đã tìm được, nhưng địa điểm lại là một vấn đề. Hai ý kiến được đề ra. Ý kiến thứ nhất, di chuyển nhà thờ ra sân vận động. Việc này có hai lợi điểm. Khuôn viên nhà thờ sẽ rộng rãi, bề thế và khoáng mát, tăng thêm vẻ hùng vĩ cho nhà thờ. Mặt tiền nhà thờ hướng thẳng ra xa lộ, vẻ đẹp nhà thờ vì thế tỏa sáng như ngọn đèn đặt cao trên đế. Chung quanh có trường học, một lợi thế văn hóa không thể không quan tâm. Điểm lợi nữa là tạo được tài chính cho nhà thờ. Khu vực chợ mở rộng sang khu nhà thờ cũ, khu vực này sẽ phân lô bán lại cho những cá thể muốn kinh doanh. Nhưng cũng có điểm hại. Nhà thờ sẽ mất vị thế trung tâm, quý vị cao tuổi sẽ vất vả khi muốn tham dự các giờ phụng vụ.
hơn nữa quá gần nghĩa trang, vấn đề vệ sinh không được đảm bảo. Ý kiến thứ hai, duy trì tại địa điểm cũ để tránh cái hại của ý kiến một. Quan điểm của quý vị chủ trương duy trì hiện trạng là kiến thiết thánh đường cần nhắm chiều sâu hơn bề mặt. Vì thế, ưu điểm dễ lui tới là quan trọng nhất. Nhờ nó, các giờ phụng vụ có điều kiện tập trung hơn. Các cụ già, người bệnh muốn tìm an ủi nơi nhà tạm cũng không thấy quá trắc trở. Cuối cùng, cha sở và dân xứ thống nhất theo ý kiến hai. Khởi công, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cả ba yếu tố đã hội đủ. Ngày khởi công được ấn định vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11 tháng 2 năm 1973. Một trùng hợp không ai ngờ, ngày đặt viên đá đầu tiên 11 tháng 2 năm 1973 cũng chính là ngày khai mạc công đồng kẻ sạch 11 tháng 2 năm 1900, cách đó 73 năm. Đức cha Lê Văn Ấn, giám mục Xuân Lộc, thân hành tới chủ tọa lễ đặt viên đá này và ban bố nhiều lời khích lệ. Ban điều hành được phân nhiệm hết sức chu đáo, tạo sự phối trí và ăn khớp giữa mọi lĩnh vực. Tốc độ tiến hành vì thế rất cao. Chỉ một thời gian vắn, hình dáng và đường nét đã lộ diện. Nhà thờ cũ vẫn được duy trì để cử hành phụng vụ hàng ngày. Thánh đường mới xây bọc chung quanh. Trong thời gian này, giáo xứ lại được vinh dự tổ chức lễ phong chức cho cha Giuse Đào Nguyên Thống ngày mùng 5 tháng 5 năm 1973. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, giám mục Phú Cường chủ phong. 8 tháng sau, ngày khởi công cũng vào ngày 11, giàn nóc được kéo lên trong một nghi lễ tuy đơn sơ nhưng chất ngất niềm tin và đậm đà tình làng xứ. 4 tháng sau, một ân phúc từ trên lại đổ xuống. 23 giờ ngày mùng 1 tháng 2 năm 1974, tượng Nữ Vương Hòa Bình Thánh Du Việt Nam trên đường từ phi trường Biên Hòa về khu Gia Viên, mẹ đã dừng chân trước công trình mang tên mẹ khoảng 2 phút. 2 phút tuy ngắn ngủi nhưng đủ để khích lệ lòng hăng say của con cái. Có lẽ Đức Mẹ đã mỉm cười và chúc lành cho chúng ta. Dân xứ mặc dù rất bận rộn nhưng cũng không quản ngại dành công sức dựng một cổng chào theo mô hình tam quan của nhà thờ để đón mẹ. Chẳng khoe mẹ cũng biết, nhưng khoe với mẹ lại là niềm vui cho con và thích thú cho mẹ. Trong thời gian thi công, Đức cha Huỳnh Văn Nghi, giám mục Phan Thiết và Đức cha Nguyễn Khắc Ngũ, giám mục Long Xuyên cũng ghé qua tham quan và khích lệ. Gần 2 năm trời lao nhọc, nhiều bàn tay đã chai đi, nhiều màu da đã sạm lại, ưu tư từng đêm thấm xuống, mồ hôi từng ngày rỉ ra ngấm vào nhà Chúa, cho ước mơ gần lại xanh màu và nở hoa. Niềm vui thành tựu. Ngày 19 tháng 12 năm 1974, công trình đã kiện toàn trong niềm vui mở rộng của mọi người. Đức cha Nguyễn Văn Lãng, giám mục Xuân Lộc đã chủ sự lễ làm phép nhà thờ, thánh hiến bàn thánh và ban bí tích, thêm sức cho 500 em nhỏ tham dự thánh lễ. Có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức cha phụ tá Francisco Xavier Trần Thanh Khâm và rất đông linh mục, tu sĩ và quan khách. Sau thánh lễ, cha sở và ban hành giáo tổ chức một bữa cơm gia đình tại khuôn viên nhà xứ để mọi người chia sẻ niềm vui của một ngày mùa phong phú sau cả trăm ngày vất vả gieo trồng. Để niềm vui thêm khởi sắc, ngày mùng 5 tháng 1 năm 1975, cha phó Vũ Văn Nhậm đã tổ chức một buổi trình diễn thánh ca tại Tân Thánh Đường. Buổi trình diễn nằm trong hướng đi của phong trào phát triển thánh nhạc Việt Nam. Ca đoàn nhà xứ chủ vị. Tham dự có các ca đoàn của hạt Hố Nai và sự góp mặt của ban nhạc Don Bosco Gò Vấp, ca đoàn đệ tử Viện Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng, cùng sự tăng cường của các tốp ca trực thuộc Ủy ban Thánh Nhạc Toàn Quốc. Buổi trình diễn được đặt dưới sự chủ tọa của cha Lâm Quang Trọng, bề trên địa phận
và rất nhiều quan khách cùng những vị yêu mộ thánh nhạc thưởng lãm. Khúc quanh mới, 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam bước vào khúc quanh mới, từ tư bản chủ nghĩa tiến sang xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh sau nhiều năm giữa hai miền Nam Bắc đã chấm dứt. Hòa bình sau bao ngày mơ ước đã đến. Hai miền Nam Bắc liền nhịp, Việt Nam bước vào vận hội mới, tương lai rộng mở nhưng đầy thách đố. Những ngày đầu của thống nhất, vui cũng có, mà ngỡ ngàng lúng túng cũng lộ mặt. Tuy nhiên, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, dân xứ an vui chấp nhận tất cả. Sinh hoạt của giáo xứ vì thế vẫn tiếp tục vươn lên bất chấp mọi trở ngại. Kẻ Sạt là một mảnh đất màu mỡ của ơn gọi tu trì, nên dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, khi đất nước mới thống nhất, vườn hoa tận hiến vẫn tiếp tục trổ bông, thánh đường xứ nhà là nơi đón nhận những cánh hoa muôn màu đó. Thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục, đầu tiên là của cha Giuse Vũ Ngọc Nội 1976, tiếp theo là cha Giuse Phạm Văn Dương 19 tháng 3 năm 1976, cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi 15 tháng 9 1981, cha Gioan Nguyễn Đăng Tuệ 1987, cha Giuse Vũ Văn Thiên 24 tháng 1 1988, và nhiều tân linh mục khác tiếp nối về dâng lễ tạ ơn. Vào đầu năm 2000, Đức Viện Phụ Chu Công từ Mỹ về dâng lời cầu nguyện cho dân làng. Ngài và cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Trí Ấn là hai bông hoa đặc sắc của Kẻ Sạt, đặc biệt là thánh lễ tạ ơn của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, tân giám mục giáo phận Hải Phòng và là giám mục tiên khởi gốc Kẻ Sạt vào ngày 13 tháng 2 2003. Gần nhất là thánh lễ tạ ơn của hai cha trong năm thánh kỷ niệm 60 năm thành lập, Giuse Phạm Quốc Tuấn 2 tháng 6 2014 và Giuse Phạm Huy Khôi 3 tháng 6 2014. Thành phần tu sĩ: nam tu sĩ, đặc biệt nữ tu, cũng trên đà đi lên, có rất nhiều ơn gọi trong các hội dòng nam nữ. Những đợt tân trang thánh đường, tiểu tu: năm 1985 thay thế lan can lầu ca bằng tường gạch. Ngày 5 tháng 8 năm 1990 khởi công xây dựng nhà xứ mới, hoàn thành ngày 5 tháng 1 năm 1991. Ngày 11 tháng 10 năm 1994 đặt viên đá đầu tiên kiến thiết nhà giáo lý, khánh thành ngày 10 tháng 10 năm 1995. Năm 1998 thay thế 14 chạng đàng thánh giá từ ảnh sang phủ điêu bằng thạch cao. Đại tu: để chuẩn bị mừng ngân khánh nhà thờ, dân xứ đã quyết định đại tu thánh đường, khởi công giữa năm 1998, hoàn tất tháng 10 năm 1999. Đại lễ ngân khánh được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 1999. Ngày 2 tháng 5 năm 2003 là ngày kim khánh linh mục của cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Minh. Để chuẩn bị mừng lễ này, dân xứ tổ chức sơn lại màu tường phía trong nhà thờ. Cha tân chánh xứ ngày 23 tháng 5 năm 2004, cha xứ Minh nghỉ hưu, cha Giuse Trần Phú Sơn tới kế nhiệm. Việc đầu tiên cha tân chánh xứ thực hiện là tái cấu trúc nhà xứ, quy hoạch lại hàng rào trước mặt nhà xứ làm nhà sinh hoạt và lưu trữ cổ vật. Tiếp theo, ngày 7 tháng 10 năm 2004, khởi công xây đài Đức Mẹ La Vang và Thánh Giuse ngày 1 tháng 12 năm 2004, đặt tượng Đức Mẹ La Vang và Thánh Giuse lên bệ đài. Ngày 18 tháng 12 năm 2004, một thánh lễ đặc biệt được tổ chức để mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Kẻ Sạt miền Nam. Ngày 12 tháng 5 năm 2005, cha nguyên chánh xứ Nguyễn Thanh Minh tạ thế
thánh lễ an táng được tổ chức rất long trọng do hai đức cha chủ sự, đức cha Trinh và đức cha Trâm. Thi hài ngài được chôn cất dưới chân đài thánh Giuse trong khuôn viên nhà xứ. Trẻ hóa thánh đường. Thánh đường tới đây đã trải qua 36 năm sử dụng. Nhiều khu vực đã xuống cấp, cần được tân trang. Khởi đầu việc tân trang là thay tôn nhà thờ bằng loại tôn dày 0,77 mét vào ngày 21 tháng 9 năm 2010. Bước tiếp theo là thay trần mica bằng chất liệu nhôm tạo sự mỹ quan và trang trọng cho nhà thờ vào ngày 12 tháng 2 năm 2011. Phần ngoài nhà thờ cũng được sơn phết lại toàn bộ. Những khu vực đá rửa được vệ sinh bằng một phương pháp mới nên đã tạo lại gần như nguyên trạng màu sắc của những ngày đầu. Các bậc cấp lên nhà thờ cũng đồng bộ được tân trang bằng đá hoa cương màu lá cây nhạt. Độ dày của đá sử dụng cho các bậc cấp hai bên hông là 3 cm. Cuối nhà thờ độ dày tăng thêm một phân là 4 cm. Một số ghế đá chung quanh nhà thờ khá đặc biệt, không phải bằng đá mài như thường thấy mà bằng đá granite. Sảnh tam quan nền gạch bông nguyên thủy được thay thế bằng gạch men. Trên tháp một hệ thống báo giờ được lập trình, cứ mỗi 60 phút báo một lần. Mỗi lần tiếng báo vang lên, cả giáo xứ đều có thể nghe. Trong nhà thờ nền gạch bông được thay thế bằng gạch đồng tâm khổ lớn 0,60 mét nhân 0,60 mét. Màu trắng phần giữa lối lên rước lễ, màu đỏ viền xám. Từ nền nhà thờ lên cung thánh cao 5 cấp, nền cung thánh được lát đá mạc bô ngoại nhập màu vàng nhạt. Phần giữa là một nối dài của lối lên rước lễ nên màu sắc cũng tương tự. Các bậc cấp lên phần này được lát đá hoa cương màu đen. Phía trái bàn thờ là tượng thánh Giuse được thiết đặt trước một kiến trúc hình thang dán đá granite nâu. Góc phía ngoài phần trên được thiết kế thêm một đường triện. Toàn cảnh trông tựa tựa cuốn sách. Bệ đặt thánh Giuse là một khối đá cẩm thạch trắng hình vuông nhưng được giật cấp thành những đường chìm nổi để tạo thẩm mỹ. Tượng thánh Giuse cầm cưa, Chúa Giêsu cầm búa và thước vuông biểu tượng cho sự lao động. Giữa tòa thánh Giuse và khu vực nhà tạm thiết đặt một lối lên bàn thờ, phía sau tòa là đường ra cung thánh. Phía phải phần hậu như bên trái nhưng đặt tượng Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy giáo xứ. Khu vực cung thánh nói chung được tân trang toàn bộ. Lý do việc thay đổi là tạo sự hài hòa với kiến trúc bên ngoài thánh đường và thuận tiện cho việc di chuyển từ phòng thánh đi ra. Từ nền cung thánh lên phần đặt bàn thờ được tôn thêm 3 cấp nữa. 3 bậc cấp này cũng được ghép đá granite đen, tương tự như bậc cấp lên cung thánh, nền cũng là đá mạc bô màu vàng nhạt. Bàn thờ cũ chất liệu là bê tông ghép đá cẩm thạch. Bàn thờ hiện nay là một khối cẩm thạch trắng. Phần chân được điêu khắc thêm cảnh bữa tiệc ly. Từ nền đặt bàn thánh đi lên 2 cấp nữa là kiến trúc nhà tạm. 2 bậc cấp không sử dụng đá hoa cương đen nữa mà dùng đá mạc bô màu vàng. Bức tượng hậu cung thánh đã được tân trang cách đây không lâu, bây giờ được đổi mới cho am hợp với cấu trúc chung của nhà thờ. Toàn bộ bức tường sơn màu trắng sữa, giữa là một khung chữ nhật chạy từ trên xuống được sơn màu vàng nhạt. Trong hình chữ nhật trên cùng là cấu trúc một mái nhà Á Đông màu trắng, rui kèo cũng màu trắng. Từ phần mái đi xuống là một khung chữ nhật nữa dán đá màu trắng. Có những đường chỉ ngang phân thành từng miếng. Giữa phần này là thánh giá và tượng chịu nạn. Phần chân bức tường hậu nguyên thủy là một lối đi thông cả hai bên, hiện tại chỉ giữ lại từ hai cửa phòng thánh trở ra, còn phần giữa được xây kín tạo thành phần trong của khu vực nhà tạm. Phần chính diện của khu vực nhà tạm là một cuốn sách. Khúc cuộn của sách được làm đá mài, phần trang sách dán đá ô vuông. Tâm điểm của cuốn sách là một vòng tròn có màn trắng che phía trước, phía trong đặt nhà tạm. Nhà tạm vẫn theo kiến trúc cũ,
khu vực đặt bình thánh thiết kế như một mái nhà cổ, hai bên như hai trang sách mở sẵn, cửa nhà tạm vẫn giữ lại chữ phúc mạ vàng. Chặng đàng thánh giá nguyên thủy là ảnh vẽ, sau đó được thay thế bằng phù điêu thạch cao, bây giờ trở lại bằng sơn lụa. Bên dưới có chặng một đường trang trí bằng gỗ màu nâu, liên kết 14 chặng với nhau. Phòng thánh cũng được tu sửa lại cho gọn gàng, nhà nguyện nhỏ cũng nằm trong tiến trình tân trang. Chủ đích của công trình tu sửa, theo tôi được cho biết, là muốn đặt nổi ba chữ thánh: Thánh Kinh, Thánh Giá, Thánh Thể. Kiến trúc trong thánh đường, khu vực nhà tạm nổi lên hai cuốn sách, một lớn một nhỏ, để ai nhìn vào cũng hiểu đó là biểu tượng cho Kinh Thánh, một cựu ước. Phần ngoài, độ lớn của nó biểu tượng cho dung lượng đa dạng của cựu ước. Một tân ước, phần trong, nằm trong vì là trung tâm, là điểm tới của cựu ước, dung lượng tuy nhỏ hơn nhưng đúc kết và tóm gọn tất cả cựu ước. Trọng tâm của khu vực này là nhà tạm, minh họa cho chủ đề thánh thể. Chủ đề thánh giá được đặt cao nhất ở bức hậu cung thánh, nằm trong một mái nhà cổ, minh họa cho hướng đi của lịch sử cứu độ, là thập giá Đức Kitô, nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Ghế nhà thờ cũng được đồng loạt thay thế bằng loại mới, dài 3m50, vật liệu gỗ căm xe Myanmar. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, đại lễ cung hiến nhà thờ và bàn thánh được cử hành do Đức Giám mục Xuân Lộc Đa Minh Nguyễn Chu Trinh chủ sự trong niềm tự hào của dân xứ. Ngày 1 tháng 1 năm 2014, thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 60 năm thành lập Kẻ Sạt miền Nam được tổ chức. Ngày 13 tháng 5 năm 2014, kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày cung hiến thánh đường. Nhân dịp này, cha xứ tổ chức một buổi họp mặt các linh mục và tu sĩ Kẻ Sạt, Đức Cha Thiên chủ tòa, với sự tham dự của ban hành giáo và đại diện các đoàn thể trong giáo xứ. Hai cha cao niên nhất và ở xa nhất là cha Thảo và cha Công cũng có mặt. Nghĩa trang 60 năm qua, nghĩa trang đã trải qua nhiều biến đổi, từ một khu đất hoang vắng với ít nhiều ngôi mộ đơn giản, dần dà được nâng cấp. Các ngôi mộ mới tăng nhanh theo nhịp thời gian, việc mai táng không đồng nhất nên phát sinh nhiều vấn đề cần được giải quyết kịp thời. Vào năm 1969, ngày 24 tháng 4, một cuộc họp quan trọng của giáo xứ được tổ chức để thảo luận về việc tống chung cho người quá cố. Trước tiên, vì vấn đề vệ sinh, thay vì duy trì việc khiêng thi hài, giáo xứ quyết định một xe tang đưa người quá cố ra nơi an nghỉ cuối cùng. Có xe tang là phải nghĩ đến nhà bảo trì, vì thế việc xây dựng nhà để xe tang được đặt ra kèm theo nhà đỗ tử, tất cả đều đã đi đến thống nhất. Có đề nghị thay đổi ít điểm về tang lễ và cưới hỏi nhưng không đạt được nhất trí vì còn nhiều vướng mắc về truyền thống, chưa thể một sớm một chiều giải tỏa, cần chờ thời gian chín mùi. Kẻ Sạt là một xứ lớn trong giáo phận Xuân Lộc, đã nhiều người thì số dã từ quán trọ đi về nhà cha cũng sẽ lớn, nên nghĩa trang cũng cần được mở rộng. Để thực hiện việc mở rộng, trước tiên phải bảo vệ khu vực nghĩa trang khỏi những xâm lấn ngoài ý muốn bằng việc xây dựng tường bảo vệ ở khu sát với phía sau nhà thờ Phúc Lâm vào năm 1997. Tiếp theo, thuê xe ủi san bằng phần đất cuối làm thành ngu khu nghĩa trang mới. Vào tháng 4 năm 2008, cũng trong dịp này, ấn định việc xây kim tĩnh và thống nhất bia mộ theo một kích thước và dáng kiểu chung. Những dịp có thánh lễ ở nghĩa trang đặt ra vấn đề ánh sáng, việc xây cất những ngôi mộ mới cho người vừa quá cố phát sinh nhu cầu nước. Vì thế, đầu tháng 6 năm 2008, dân xứ quyết định khoan một giếng nước và lắp đặt đèn cao áp ở một số điểm và trồng 200 cây gỗ sao và dầu để tạo bóng mát. Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2008, đặt tượng Đức Mẹ Sầu Bi lên bệ đài nghĩa trang mới.
ngày 15 tháng 10 năm 2008, xây tường bảo vệ phía Bắc, tiếp giáp xóm Thánh Giuse lao động. Cuối tháng 8, sang đầu tháng 10 năm 2008, thực hiện hai tiểu cảnh, một ở phía sau cổng chính Nghĩa Trang và một ở khu Nghĩa Trang mới trên đỉnh cao đặt tượng Chúa Phục Sinh. Tháng 9 năm 2009, xây nhà để tang mới, nhà cũ được nâng cấp để chứa vật tư của giáo xứ. Văn hóa thăng hoa. Năm 1954, Kẻ Sạt chưa có ngay cả một văn bằng trung học đệ nhất cấp, lớp 9 bây giờ. Năm 1960, có 4 học sinh đậu bằng trung học đệ nhất cấp, trong đó chỉ có 1 học sinh ngoài đời và 3 học sinh chủng viện. Năm 1964, một nữ sinh đầu tiên của làng đậu bằng tú tài toàn phần. Ông Vũ Đình San đã có ghi nhận về những tiến bộ văn hóa như sau: các thế hệ Kẻ Sạt mới được theo học tại Biên Hòa, Sài Gòn đã thăng tiến và thành đạt tới trình độ chuyên viên và đại học. Nhờ nhiều gia đình đã có được những điều kiện kinh tế khả dĩ, nhất là do sự thay đổi, có thể nói là cách mạng quan niệm của phụ huynh. Hiện nay, số bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, luật sư, nam cũng như nữ ngày càng có nhiều hướng gia tăng. Theo thống kê của ông Đào Xuân Sinh, thì tính đến năm 2004, số tốt nghiệp đại học là 62 người, số đang theo học đại học là 190 người. Một con số thật đáng mừng, hôm nay con số nhất định đã vượt xa. Nhằm khích lệ việc học hành, dân xứ đã tổ chức hội khuyến học, tạo điều kiện cho các em ham học đạt thành quả tốt. Hàng năm có lễ phát thưởng, tuyên dương các em có thành tích xuất sắc, được khen thưởng ở các cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh và thành phố. Phát triển thương trường. Người Kẻ Sạt rất bén nhạy với việc buôn bán, nên người Sạt ở đâu là chợ có mặt ở đó. Chợ Sạt hôm nay có thể nói là một khu thương mại nổi tiếng. Nói đến chợ Sạt, không ít người không biết đến. Chợ Sạt đã trải qua hai cuộc biến động. Một, vào năm 1981, khoảng 10 giờ sáng, chợ bị hỏa hoạn do chạm điện. Hai, là dự định của tỉnh di rời chợ sang khu thương mại bên kia đường. Sự kiện thứ hai này đã được toàn dân xứ kháng nghị lên chính quyền tỉnh. Nhờ quyết tâm trên, chợ Sạt cho tới hôm nay vẫn tồn tại. Phát triển đường xá trong làng. Đường xá trong làng từ đất sỏi dần dà trở thành khang trang qua nhiều giai đoạn. Năm 1994, thực hiện bê tông hóa con đường hai bên nhà thờ và phía sau nhà xứ. Năm 1997, trải nhựa con đường từ phía sau nhà xứ ra tới cổng chính Nghĩa Trang. Tháng 9 năm 1998, khu 3 sang nhượng nhà chứa vật liệu hàng khu cho tư nhân để lấy ngân khoản thực hiện bê tông hóa các con đường trong khu. Trước lễ Giáng sinh năm 2000, toàn bộ đường làng đều được bê tông hóa. Những thay đổi về hiếu hỷ. Một cuộc họp vào tháng 10 năm 2002 tại nhà giáo lý đã thống nhất một số chi tiết về tang lễ và cưới hỏi. Điểm đáng lưu ý là nhất trí bãi bỏ bữa tiệc liệm xác. Từ năm 2003, tiệc cưới được quy định, nhà gái tổ chức tiệc mừng trong ngày lãnh bí tích hôn phối, nhà trai tổ chức tiệc cưới vào ngày hôm sau. Việc đón dâu và lại mặt được bãi bỏ. Năm 1995, xây dựng chương trình lễ gia tiên cho các đôi hôn nhân tại tư gia. Năm 1998, chương trình thăm viếng bệnh nhân và cầu nguyện cho người chết được thực hiện. Thánh đường Kẻ Sạt như một cô thanh nữ trẻ mãi không già. Đã 60 năm trôi qua, nhưng xuân sắc không những không tàn mà còn khởi sắc đi lên. Tất cả đều là hồng ân của Chúa, sự bảo trợ của Đức Mẹ Mân Côi và lòng quảng đại đóng góp của mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục kiện toàn những gì Ngài đã khởi sự và chúc lành cho những đóng góp của mọi người trong dân xứ.
Quê tôi, bài viết của Du Xe Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Năm 1987, lần đầu tiên tôi đặt chân tới giáo xứ kẻ sặt Hố Nai. Hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, tôi khám phá những nét đẹp của một quê hương ở phía nam, cắt kẻ sặt gốc gần 2.000 cây số. Kinh nghiệm lịch sử cứu độ cho chúng ta thấy Thiên Chúa thường biến đổi những sự dữ thành sự lành. Cuộc di cư năm 1954 đã để lại bao hậu quả thiệt thòi cho người ở lại cũng như người ra đi. Bao nước mắt đã rơi khi gia đình bị ly tán, bao thương nhớ giữa cảnh Nam Bắc chia lìa. Vậy mà từ một biến cố đau thương đó, Chúa lại dùng để biến thành những điều tốt lành. Ngày nay nhờ có bà con mình ở hai miền đất nước mà những người kẻ sặt mới có thể liên tục đi Nam về Bắc. Mối liên hệ hiệp thông đã vượt ra ngoài ranh giới làng sặt để đến Sài Gòn và những tỉnh, thành phố khác ở miền Nam, thậm chí còn lan ra đến hải ngoại xa xôi bên kia bờ Thái Bình Dương. Thiên Chúa đã làm cho nước mắt trở thành nụ cười, sự chia ly trở thành hội tụ. Và từ biến cố lịch sử năm 1954, người làng sặt đã có mặt tại khá nhiều nước trên thế giới. Sau lần đầu tiên đến kẻ sặt, tôi còn có nhiều dịp ghé thăm bà con dân làng mỗi khi vào công chuyện tại miền Nam. Khi bà con dân làng cảm nhận đầu tiên của tôi là sự thân thiện, cởi mở, điều làm tôi cảm động nhất là khi gặp gỡ bà con dân làng, dù còn họ hàng hay không, các cụ ông, cụ bà hỏi thăm một câu rất dễ thương: "Cha về chơi bao giờ?" Nói đến về, tôi lại nhớ đến quê hương, đến gia đình, đến những người thân. Đối với các linh mục đồng hương kẻ sặt đang làm việc ở miền Nam, thì kẻ sặt Hố Nai là quê hương của họ, và khi về thăm bà con là họ về quê. Qua câu thăm hỏi dễ thương ấy, tôi được kể như một người của quê hương, một thành viên của gia đình kẻ sặt miền Nam, một người luôn được chào đón như người thân. Mặc dù tôi sinh ra ở miền Bắc, một câu chào hỏi rất đơn sơ mà làm ấm lòng người nghe, đồng thời tạo cảm giác thân quen, gần gũi và dễ mến. Mỗi lần ghé thăm kẻ sặt Hố Nai, tôi hay suy nghĩ về lịch sử làng tôi, một lịch sử có nhiều thăng trầm, nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương phù trợ. Giống như câu chuyện ông Giuse trong Cựu Ước, ông Giuse là con ông Gia-cóp bị bán sang Ai Cập, và Thiên Chúa đã ban cho ông trí khôn ngoan, biết giải nghĩa các giấc mơ. Nhờ khả năng này, ông được nhà vua trọng dụng và được phong chức quan tể tướng, và được vua Pharao tin tưởng trao cho nhiều quyền hành. Khi nạn đói xảy đến trong đất Ai Cập, ông trở thành người quyền thế, phân phát thóc lúa. Và trong khi đó, ông gặp lại những anh em của mình. Nhờ thế, giá của ông, cả gia đình ở quê hương, gồm người cha là ông Gia-cóp và các con cháu, được đón đến định cư tại Ai Cập. Giáo dân làng sạt di cư cũng giống như ông Giuse, đang góp phần làm cho quê hương miền Bắc trở nên phong phú về đời sống đức tin và văn hóa.
họ cùng đế tự khẳng định vị thế của mình tại vùng đất Hố Nai, nay đã trở nên quê hương thứ hai của họ, đồng thời góp phần làm cho đời sống đức tin, kinh tế xã hội nơi đây trở nên sầm uất và sinh động hơn. Đối với những ai sinh ra và lớn lên ngoài Bắc, họ còn lưu giữ những kỷ niệm không thể nào quên. Dù sống ở miền Nam, nhưng trái tim của họ vẫn hướng về miền Bắc, nơi có phần mộ của tổ tiên với biết bao những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm. Hình ảnh cây đa bến nước vẫn in đậm trong tâm trí họ như những dấu ấn không thể phai mờ. Ngôi thánh đường kẻ sạt miền Bắc với ba thép chuông cao vút hướng về trời là niềm tự hào của những người kẻ sạt Nam cũng như Bắc, đồng thời là nguồn khích lệ họ vươn lên trong mọi môi trường hoàn cảnh của cuộc sống. Những người dân làng sạt di cư vào miền Nam vừa tôn trọng gìn giữ di sản của các bậc tiền nhân là phong tục tập quán của làng trong mối tương quen họ hàng cũng như trong đời sống đức tin, vừa hòa nhập với phong cách của đồng bào miền Nam với lối sống dung dị và đậm giá trị nhân bản. Vì thế, có thể nói, đời sống của làng sạt là tổng hợp của kế thừa truyền thống với văn minh hội nhập của thời hiện đại. Người dân làng sạt đi đến đâu cũng giỏi buôn bán, rất nhạy cảm với thương trường và nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Tại miền đất phương Nam này, những chàng trai làng sạt vẫn phong độ, hào hoa, những cô gái làng sạt vẫn đẹp đẽ, duyên dáng. Những sản phẩm truyền thống của làng sạt như bánh đa, giò chả vẫn thơm ngon và mang hương vị rất riêng. Các hội đoàn đạo đức của giáo xứ vẫn đông đúc nhiệt thành với sứ mạng tông đồ. Ở giữa làng sạt miền Nam, nhiều khi ta ngỡ mình đang sống ở đất Bắc, vì giọng nói, cách xưng hô vẫn đậm nét truyền thống vùng miền của quê hương miền Bắc. Thế mới thấy sức mạnh kỳ diệu của thôn làng Việt Nam. Sức mạnh này đến từ sự đoàn kết tương thân tương ái. Phải chăng vì thế mà phần lớn những người làng sạt thích dùng danh từ dân làng để gợi nhớ một làng quê? Mặc dù về hành chánh thì nơi đây là phường Tân Biên của thành phố Biên Hòa. Sức mạnh của làng sạt cũng như xây nền trên đức tin công giáo, đức tin mà các bậc tiền nhân từ thế kỷ 19 đã hy sinh mạng sống mình để gìn giữ. 26 anh hùng tử đạo luôn là niềm tự hào cho bà con dân làng. Hình ảnh và gương sáng của các ngài được in đậm nét trong lịch sử của làng. Máu của các ngài đổ ra nhuộm thắm giang sơn Việt Nam và tô đậm lịch sử truyền giáo của quê hương. Các bậc hậu sinh tin chắc chắn rằng giáo xứ kẻ sạt có được như ngày hôm nay là nhờ máu của các anh hùng tử đạo làng sạt và nhờ phúc ấm của các bậc tiền nhân bao thế hệ nối tiếp nhau làm nên một hình ảnh đẹp về cộng đoàn đức tin và một làng quê thân thiết. Nhìn lại 60 năm từ biến cố di cư, chúng ta thấy thế hệ các cụ ông, cụ bà sinh ra ở miền Bắc và lên đường di cư vào miền Nam đang dần khuất bóng. Thế hệ trẻ đang kế tiếp các cụ để xây dựng tương lai của dân làng. Có thể những phong tục tập quán sẽ được đơn giản hóa cho phù hợp với xã hội hiện đại. Có thể thế hệ sinh tại miền Nam ít biết về cội nguồn, nhưng tôi chắc rằng cái chất người làng sạt thì vẫn tồn tại mãi. Cái khí phách được truyền lại từ các anh hùng tử đạo đã và đang là nguồn gợi hứng cho mọi thế hệ dân làng sống đức tin kiên trung, vươn lên trước mọi thử thách, dù phải đối diện với béo tố phong ba của cuộc đời. Chính từ chí khí kiên cường của các anh hùng tử đạo mà khá đông những người con của làng sạt dấn thân sống ơn gọi tu trì làm linh mục, tu sĩ.
chính nhờ truyền thống kiên trì vượt khó của các bậc tiền nhân mà ngày càng nhiều những người con làng Sạch thành đạt trong lĩnh vực trí thức, kinh tế xã hội. Một tương lai đang mở ra trước mắt chúng ta với biết bao điều tốt đẹp làm rạng danh quê hương xứ sở. Vì vậy, khi nói đến kẻ Sạch hố nai, tôi tự hào nói với những bạn bè về những người thân quen, đó là quê tôi.